Con gái là đã mang dài luôn. Bùm nữa. Bùm bùm bùm. Bùm. Tới giờ ăn trưa rồi. Thầy chào. Lúc lai như là A Hoa. Lúc trước là nước nó rất là cao luôn á. Mình thấy rác nó bị trôi, nó bị dướng lại lên cái cây này không? Rác rất là nhiều luôn. Bây giờ cái lượng nước nó đã giật xuống rất là nhiều. Mình nhìn lại những cái tích, những cái tàn tích còn lại của cây cối mà nước nó chảy xiết á. Nhìn là nước chảy thôi chứ không có con người nào mà làm được á. Nước nó cao lên tới đó luôn đó. Còn bây giờ là nước nó cạn xuống rồi. Hả? Đâu vậy? À, á đơn hả? Other side. Other side. Other side. Other side. Cái này tao hả? No, I didn't think very bad. Hồi nãy mình đi là không có nhiều người ta ha. Giờ quá chừng người ta. Tiếp tục đi vô cái đường hầm tăm tối nha. Để 10 minut. Thế đấy. 200 metri. Dove è? 200. Come di fondo. Tam sei. À cái đường nó thông qua chỗ nãy mình đi á. Cái baby nè. Baby bầm bầm nè. Chỗ này nó cũng rất là sâu cho nên mấy đứa nó trèo lên rồi nó nhảy xuống. Baby Aqua here, Benny. Bấm. Em gái là đã mang dài luôn. Bấm nữa. Bấm bấm bấm. Bấm. Cái này deep. Chỗ đó là nó sâu á. Nên mấy đứa nhỏ làm cái cây cầu trèo lên. Cái con ve ở đây nó nhỏ xíu à. Mà nó kêu. Nó kêu lớn cái mà sợ luôn á. Wow. The well. Masatura hả? Ở đây người ta làm những cái giếng người ta bỏ rác nè. À, cho nên rác xuống đây nó phân hủy. Không có bỏ được bỏ chai nhựa, không được bỏ những cái đồ bằng nhôm, bằng thiết, bằng sành đâu, chỉ là cà ta hay giấy thôi. Kiso. Rồi kiso tutto fatto.
Đây có dòng suối nữa nè. Ô, chỗ này đông quá, chỗ này người ta tắm được, người ta ngủ được luôn nữa. Cachita. Yeah. Tiếp tục vô đường hầm. Đường hầm này được thì được làm được xây dựng đàng hoàng tử tế. Nha nè chồng. À cái gì? Rút đúng rồi. Đúng lúc bên. Đây là cái rút bên. Tạm nhân quan. Dâu. Quá chừng luôn nè. Nó chín nè. Mà nó ăn nó có vị chát, nhưng mặc dù nó chín nhưng mà nó có vị chát. Dâu rừng á. Này vừa nấu nước cũng được. Giờ mất á. Cái mình khát nước á. Mình hái trái này mình ăn cho đỡ khát nước. À, nó có vị chua chua. Quá chừng luôn á. Cho nên nó có cái heo. Cái chồng muốn đu lên chồng coi gì chồng. Hả? Đi bên đây hả? Ok bên này. Bên bên cái sau là của anh rồi. Anh này sẽ cút ở under. Cút under river. Really? Ừ. Cái này quá rộng rồi mình đi không hết. Cái lần sau mình sẽ đi một cái mình đi một cái đường khác other side, mình sẽ đến ở đây. Lúc trước là nước nó rất là nhiều luôn á, nước nó cao mà nó trôi chảy những cái cây mà nó ngã tóc trơn luôn. Ở chỗ kia người ta tắm nhiều quá mình không lại. Rồi mình tự đi mình đấy. Mình xuống lại gần cái suối cho nó có gì dưới. Chồng mở ra cho chồng nghỉ đi. Ngã cú nhiều ghê. Mã đề nè. Cái mã đề đây mọc hoang rất là nhiều luôn. Hãy cứu mã đề. Hãy cứu mã đề. Thêm cái hoa thuốc phiện nữa nè, mã đề nè. Hoa thuốc phiện nè, hoa anh tóc á.
xưa là nước ngập lên tới trên này luôn á. Cây nó trôi, nó tróc róc á, tróc vào cái gốc á, trôi. Wow. Wow. Ở đây quá chừng cái gì? Xà lách son nước á, nó là cái cây thủy sinh mà, cho nên gần gần nước là nó sẽ mọc. Wow, rong tiêu quá chừng luôn. À, nước nó rất là cao, nó cây nó nước nó chảy cây tróc. Xà lách son nước, chỗ này nó bị khô nước á, cho nên nó không được tốt. Cái thằng nào mà mọc lại nước á, rất là tốt luôn. Những cái cây thủy sinh này, ồ, ở đây nó thằng lằn con gì. Rong rêu mà nó mịn. Cái cây này hồi đó nước đó ha, nước nó chảy trôi tróc trơn ha. Có một cái dòng suối vậy nè, cái người ta ra người ta tắm, người ta trải cái khăn, người ta nằm, người ta ăn uống, người ta chơi tới chiều. Ở đây vậy á, mùa hè là người ta sẽ đi vậy đó. Còn mấy người ta đi du lịch xa, còn không mấy là người ta sẽ ra biển, còn nên người ta lên núi vô suối vậy nè. Cái rong này nó mịn nè, nhiều ghê luôn, nhiều, rất là nhiều cái rau. Cái xà lách son nước, nước nó rút, mình nghỉ chừng tháng nữa mà nắng như nó là nước nó rút xuống nữa. Sỏi trắng luôn ha. Ở nước nó lên múc xỉ luôn rồi bây giờ. Rồi nó khô cạn hết rồi. Nước nó khô cạn hết. Chừng một tháng nữa mà nắng như vậy là nước nó cạn nhách, không còn miếng nước luôn á. Ồ, ngại cứu rồi, sao nó mọc. Những cái dùng có nước nó mọc quá chừng luôn à. Hải cứu nấu canh ăn rất là ngon luôn á, ăn vừa trị bệnh mà vừa bổ nữa. Hay nè, quá chừng hải cứu luôn. Ai mà ấy thuốc nam á, ra đây cắt hải cứu. Ở đây người ta bắt một cái con đường, người ta chặn nước lại. Này mấy người mà đi chơi ở không á, người ta cái rau, cái xà lách son nước ở bên kia nó tốt hơn. Cái khu này nó bị khô quá à. Wow, có cây dền dền nữa. Ở đây dền dền hoang rất là nhiều á, mà người ta đâu có ăn đâu. Cái gì mình không biết cái gì nữa. Đây có một bụi anh túc. Nghe mình nói mã đề ở đây nó mọc quá chừng luôn rồi, thấy chưa? Mã đề ngải cứu anh túc. Còn những cây thuốc nam không ha? Ai mà dân đây nó đâu có xài thuốc nam, thuốc neo gì đâu. Anh túc.
Ok, anh ra mà. Quá. Thôi. Bây giờ mình đi về. Mình đi về lần theo mình sẽ đi cái mặt khác. Quá chừng mã đề đây tốt ra luôn ha. Mã đề mía lao, cỏ tranh rồi ha. Nấu đường phèn rồi thêm sò lá bạn nữa. Mùa hè nấu uống là cực kỳ ngon luôn. Còn ngải cú thì đem về hầm gà ác hoặc là hầm hộp vịt lộn. Ăn nãy giờ đi mà nói ăn không. À, mùa hè mà uống uống nước mát vậy là còn gì bằng ha. Quá tay ngải cứu mà ngải cứu nó tốt ghê luôn, mã đề cũng tốt nữa. Rồi xà lách son là cực kỳ tốt luôn, xà lách son nước á. Có một cái cây này nó giống cái rau cải nha, cải trời bên mình cải đất mà không phải, mình thấy mình bứt nó ra mà cái mùi nó không phải, cái vị nó không phải, giống giống như cái cải cải đất bên mình á. Người thì kêu cải gì, cải trời, còn này là cải đất. Cải đất nó mình bứt ra nó sẽ có một cái vị vị the the mà thơm thơm, nó mát mát, nấu canh ăn rất là ngon. Hôm nay đi chơi rồi cái nghiên cứu tới thực vật. Còn đây dâu rừng nó mọc quá chừng luôn. Nè cái cây này cây dâu rừng nè. Hồi mà hồi đó mình đâu biết. Mình ra nhà ngoài biển của bà già chồng á. Mình thấy nó đâm mình đau quá, mình cắt giục không à. Giờ mình mới biết nó là cái cây dâu tầm rừng á. Quá chừng nè. Anh dâu mà. Wow. Nó so lè qua vô xe. Wow. Vô ở đây sao nè. Clip bên đây luôn, cái đi quốc mà. Mình tối mình đem theo đồ nghề là mình ăn uống ở đây rồi mình ngủ đây luôn nha. Chiều tối mình về. Hả? Một chim phát phát chim qua mình được gì kia. Wow. Người ta cũng đánh bài lắm. Wow, very cool job. Nè, ba nhiều xong rồi lên đây clip luôn. Con đau chồng ơi. Chừng con đau. Hồi nãy mình đứng trên chiếc cầu trên đó đó. Wow, quá là mát luôn nè. Anh đứng chiếc cầu trên đó đó. Wow, quá là mát luôn. Cái hình bột không nước. Mình gốc cây đa khổng lồ.
mặt nước rồi lăn tăn luôn à, gần sóng luôn, quá mát. Không phải ở đây người ta ngủ luôn, người ta ăn trưa xong người ta tắm xong người ta lên người ta ngủ. Ok.